Chào tất cả mọi người, hãy ngày cùng mình đi một vòng ngắm cảnh dưới bậc thang ở Hoàng Su Phi nhé. Đây mọi người, Hoàng Su Phi rất là một cái có một cung đường nhỏ rất là đẹp. Đây mình đang vào trong khe, phía bên cạnh là bên trên là ruộng bậc thang. Bên trên là đồi núi chập trùng. Mình đang xuống khe núi này. Ai mấy con gà đồi. Say it.